Hi, xin chào tất cả các bạn Bioner của bên nước bọt nha. Thì hôm nay Thành đưa tới một thông tin cực kỳ là vui, là có một bạn chia sẻ là đã mua được một chiếc iPhone trên Bitmail nha các bạn. Nhưng mà giá nó bao nhiêu bi thì hôm nay các bạn hãy xem video này về cho cảm nhận nha các bạn. Nó là iPhone 14 Pro Max 256 GB. Thì trước hết mình nói về cái shop này giao hàng thì các gói hàng nó hơi hơi ẩu, vì một cái điện thoại giá trị rất là lớn nhưng mà họ xem cách đóng hộp rất là sơ sài, chỉ một cái cái bóng ni lông bọc bên ngoài. Họ có kèm hóa đơn và cái catalog của shop, thì để lan tỏa cái giá trị của công ty thì mình đã xin phép chủ nhân cho phép mình mở sản phẩm này để review đến cộng đồng, thì mình sẽ bắt đầu mở hàng. Đây, cái bên trong là hộp hình quả táo full box còn nguyên siêu, số email và số series với 100% các bạn. Bây giờ mình sẽ mở. Rất là hồi hộp phải không ạ? Cái gì đây? Đây, một chiếc iPhone 14 có logo của Apple. Và bây giờ mình sẽ bật nguồn lên nhé. Máy đang khởi động các bạn nhé, chắc là phải chờ một vài phút. Chào mừng bạn đến với iPhone. Và đây là thông tin của máy các bạn nhé. Hệ điều hành iOS 16.3 iPhone 14 Pro Max. Email và series cùng với tên vỏ hộp. Không sai một cái gì hết. Như vậy là chúng ta thấy rằng chúng ta có thể mua được một cái điện thoại iPhone 14 Pro Max với 400 pi, và giá thị trường của cái máy này ở Việt Nam hiện tại là xấp xỉ 40 triệu. Như vậy là giá trị của đồng pi nó rất là cao và tiềm năng của nó còn vô hạn. Vì thế tất cả các bạn hãy trân trọng và đừng có lãng phí những cái thời gian quý báu của chúng ta, và sau này chúng ta sẽ không phải thấy hối tiếc vì đã không hết mình để
lan tỏa cái giá trị của dự án T-Network. Như vậy là mình đã review xong cái điện thoại iPhone 14 Pro Max giá 400 pi trên hệ sinh thái của Pi Channel. Chúc cộng đồng Pi thành công. Thì một cái iPhone 14 Pro Max mà 400 pi thì nói chung là so với cái giá thị trường thì nó vẫn hơn rất nhiều cửa hàng nha các bạn. Nhưng mà so nói về giá trị của pi thì nó cũng chưa tương đối là cao nha. 400 pi cũng nói chung là cũng khá là cao. Nhưng mà 400 pi mà cái điện thoại chưa hơn 30 triệu thì cũng hơn với thị trường bữa nay người ta đồng thuận ở Việt Nam mình rất nhiều. Nhưng mà điện thoại ví dụ thường điện thoại ở Việt Nam mình đồng thuận 500-600 pi thì cái điện thoại chỉ tầm 5 đến 6 triệu thôi nha các bạn. Đó. Thì nói chung là so với giá thị trường hôm nay thì nó cũng rất là ok rồi. Đó. Tuy nó chưa được cao nhưng cũng rất là ok nha các bạn. Thì chủ yếu nếu mà pi muốn có giá trị cao á thì là nhờ là chúng ta đồng thuận thôi nha các bạn. Đó. Chúng ta đồng thuận hàng hóa thôi. Thì nói chung là ai đồng thuận là hay không là do tự bản thân của chúng ta nha. Chứ còn là không ai ép buộc được, chúng ta muốn đồng thuận cao là cũng tùy chúng ta muốn đồng thuận thấp thì cũng tùy chúng ta. Đó. Thì ai mua được thì mua, còn ai không mua được thì thôi, chứ cũng không ai mà đem một cái số tiền lớn đó đồng thuận cao được nha các bạn, thì cũng rất là khó khăn. Đó. Nhưng mà cái iPhone 14 mà đồng thuận 400 pi thì cũng rất là ok rồi. Thì các bạn thấy chia sẻ của Thành hay, nhớ cho Thành một like, đăng ký kênh nha các bạn.